tiếp nối chương trình, trong chương trình hôm nay sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ người lớn, và một trong những nam ca sĩ sẽ tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay tên có ba chữ. Có biết các cháu biết các bạn nam ca sĩ nào không? Tên có ba chữ. Hãy cùng hướng về sân khấu dành một tràng pháo tay lâm nhiên cho bé Xuân Mai và ca sĩ Đào Vĩnh Hưng.